không bắt đầu. Ra được nhiều bao nhiêu đuổi. Đấy, cảnh sát yêu cầu tất cả mọi người phải đi di chuyển chỗ khác. النار بتسحب هيك مش رح ترجع الحمد لله انه النار هيك بتسحب عارف لو سحبت بالعكس هلا لقيت ملابس هاي كلها ملابس وهذه للي người chủ giao hàng فوق ال 18 هلا يعني سبحان الله ربنا اللي حكم انها عم تخرب النار لهناك مش بالعكس và cảnh sát đang chữa cháy. Ở đây là những người dân xung quanh. Cảnh sát Đức đang ngăn dây để cho cứu hỏa chữa cháy. Yêu cầu những người ở đây phải ra khỏi khu vực này. Đây là hàng 8, đây là khu giao hàng số 8 của trung tâm thương mại đồng xuân Berlin. Sát đó có cái kho chứa hàng rất lớn và rất nhiều hàng ở Việt Nam thì đang bị bốc cháy. Khói đen bốc lên rất mạnh. Tôi không thể đến gần hơn. Và ở trên phía trên thì các bạn cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng đang đến để quan sát đám cháy. Và theo như thông tin của một số người ở những nhà cao tầng ở xung quanh, họ có nói lại thì từ trên cao, từ xa nhìn đám cháy rất lớn. Và phải nói rằng gần như cả thành phố Berlin, thủ đô Berlin cũng nhìn thấy những đám khói bốc lên này. Đây là những người chủ giao hàng ở cái khu vực này, họ đang quan sát đám cháy và rất nhiều người có những cái khu có hàng ở trong đó. Các bạn thấy là lửa vẫn đang bốc lên ở phía sau. Lửa màu đỏ. بعدين اصحاب اللاجئات ما بطلعوهم. Đây là Haller số 8. Phía sau của Haller số 8 là có một nhà kho thì đã bị cháy. Nhà kho này chứa rất nhiều hàng nhập khẩu, gồm có những mặt hàng như neo, في واحد صحفي جوا. Quần áo, giày dép thì هذيك سيارة الصحفيين rất mạnh bởi vì là يلا ماشي chất chất đó nó rất độc và bắt lửa rất nhanh. ولا يا صيني ارجع احكي ورا بعيد عن راسي دوشتني. Một số phóng viên báo chí قاعد بيشرح الوضع để chụp ảnh. Thì chắc chắn rằng một lát nữa thì các bạn sẽ được chứng kiến trên những tờ báo của Bild, Zeitung hoặc là báo Berlin để sẽ tiếp tục đăng những hình ảnh này. Phóng viên báo chí Đức đang chụp ảnh. Và đám cháy thì vẫn bốc lên mạnh. Khu chợ Đồng Xuân Berlin là một nơi chân thật đến nơi của người Việt Nam ở Đức. Ở đây thì nó đang chân thật đến nơi của người trăm hàng nghìn người kinh doanh và có rất nhiều kho chứa hàng, chỗ giao hàng. Và các bạn đang nhìn thấy đám cháy hiện nay vẫn đang tiếp tục cháy. Cảnh sát ngăn không cho người dân hoặc là những người giao hàng đến gần để tránh nguy hiểm.
الله يستر ما تمتد على اللقات التانية يا جماعة الخير. Xe cứu hỏa hiện nay theo như thông báo của sở cứu hỏa Berlin mà chúng tôi vừa hỏi thì họ đang tăng cường cứu hỏa đến đây để ngăn đám cháy này không lan ra những cái tòa nhà và những khu xung quanh. Đây là đám cháy đang tiếp tục bốc cháy tại kho chứa hàng phía sau, sát sau Halle 8, tức là khu giao hàng số 8 của trung tâm thương mại ở Berlin. Đây, những cái bạn nào đã từng đến Berlin, đến Đồng Xuân Berlin thì các bạn hãy thấy rằng là đây là một khu rất lớn của người Việt Nam giao hàng ở đây, buôn bán ở đây. Và theo như cái đánh giá sơ bộ của những cái người chủ hàng ở đây, họ kho hàng thì thiệt hại có khoảng đến 5-6 triệu, ước tính khoảng 5-6 triệu euro vì đã bị cháy cái khu chứa hàng. Quanh đây là kho, đây là kho bên xe, đây là trung tâm thương mại Đồng Xuân, đây là cảnh sát và những người lính cứu hỏa cũng như là những người phóng viên báo chí của Đức, họ đã đến để chuẩn bị chụp ảnh và chuẩn bị làm tin. Đây là hình ảnh mà chúng ta đang chứng kiến trực tiếp. Để tôi đứng cạnh một cái phóng viên báo chí của Đức. Chúng tôi sẽ sai xuống con xuống. Ở online đó, đang trong online đó. Dạ, ở cháy đang bốc lên. Đấy, cảnh sát đang đứng để quan sát và theo dõi những người xung quanh để tránh gặp nguy hiểm, không cho họ đến gần. Đây là đám cháy tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, ở ngay sát Halle số 8, tức là khu giao hàng số 8. Ở đây có hàng trăm người Việt Nam giao hàng và ngay sau lưng cái khu giao hàng này thì có là cái kho chứa hàng để chứa những mặt hàng mà người ta nhập khẩu về. Thì theo hôm nay, theo như ước tính thì cái thiệt hại có thể từ 5-6 triệu euro, đấy là ước tính thôi, nhưng mà sau này thì chắc chắn là con số sẽ tăng lên và những người mà giao hàng ở đây người ta sẽ cung cấp thêm những thông tin. Đây, đây các bạn thấy cứu hỏa vẫn tiếp tục. Chúng tôi di chuyển ra khu vực mà sát hơn. Các bạn thấy ngọn lửa vẫn đang tiếp tục dần dần được khống chế và họ đang phun tiếp tục phun nước và những chất chữa cháy. Đây là những xe cứu hỏa của Đức đang tiến tới. Đây là phóng viên báo chí, họ xin phép đi vào để chụp ảnh. Đám cháy tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, Halle 8. Và đây là cảnh sát Đức đang chặn đường để không cho những người khác đi vào khu vực để chữa cháy.
Bạn đang xem chương trình trực tiếp đám cháy lớn tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Đám cháy vẫn tiếp tục đang được khống chế dần và hy vọng rằng nó không bị lan sang những cái khu giao hàng xung quanh. Auch kurz rein. Ja, können Sie da hinten zu den anderen bitte, zu dem Krankenwagen. Ja, danke schön. Ja. Tức là cảnh sát đã cho phép tôi được phép vào để quay gần hơn. Vâng, cảnh sát đã xem và thấy rằng là tôi có thẻ báo chí, cho nên là họ đã cho phép vào. Để... Tôi đang tiến sát vào cái khu vực này. Vì các bạn đã biết là tôi có thẻ báo chí. Chính vì có thẻ báo chí cho nên là tôi đã có thể đến gần đây tác nghiệp để đưa tin cùng cho các bạn. Đây, tôi đã tiến sát hơn đến còn là nguyên nhân tại sao, có bạn hỏi nguyên nhân tại sao thì chúng ta chưa biết được là tại sao lại cháy. Bởi vì là đám cháy hiện nay vẫn đang chưa được dập tắt, đang cháy. Các bạn thấy cái tòa nhà, cái khu nhà kho rất lớn. Ở trong này có rất nhiều hàng hóa của người Việt Nam chứa ở trong này. Với cái hình ảnh mà các bạn còn nhìn thấy thì chắc chắn rằng là không thể nào chữa được. Không thể nào cứu được hàng. Trong khi chúng ta thấy đám cháy vẫn đang bốc lên. Và rất may mắn bởi vì là tôi có thẻ báo chí Đức. Cho nên là chúng tôi đã có thể có điều kiện vào tận nơi để quay và phát cho các bạn để các bạn biết về cái thông tin sự thật về đám cháy này. Đây là đám cháy đang và chúng ta chứng kiến là cái mái của cái kho này, cái nóc nhà này thì đã bị sập xuống rồi, đổ sập xuống rồi. Tức là sập cả nóc xuống rồi thì như vậy là hàng hóa trong này chắc cũng không thể nào còn gì cả. Đây là một cái thiệt hại rất lớn cho người Việt Nam. Đây, thiệt hại rất lớn của hàng hóa cho người Việt Nam của chúng ta khi kinh doanh ở nước Đức. Và ở ngoài kia, các bạn thấy ngoài kia đấy là những cái người dân hoặc là những người chủ giao hàng, người ta đứng và họ lo lắng. Còn ở trong này thì các bạn thấy là lực lượng cứu hỏa, xe, phương tiện và các thiết bị cứu hỏa đang được đưa ra để chữa cháy cho cái kho hàng này. Có nhiều người nói là tại sao không thấy chữa cháy đeo khăn nhựa, thì các bạn phải biết rằng ở Đức thì là cái điều đó là không thể có, bởi vì là họ là lực lượng chuyên nghiệp và họ được đào tạo cũng như là phương tiện thiết bị đầy đủ để chữa cháy. Và gần đây ở trung tâm thương mại Đồng Xuân thì xảy ra rất nhiều vụ cháy và mỗi vụ cháy đều là mỗi vụ cháy rất thiệt hại rất lớn. Và chúng tôi vừa nghe tiếng nổ phát ra từ cái nhà đang bị cháy, cái nhà kho, thì có lẽ là trong đấy có những cái vật dụng hoặc là có những cái hàng hóa mà gây cháy nổ. Đây là khu rộng, đây là cháy ở trong cái kho hàng ngay sát Halle 8. Đây là Halle 8 của Đồng Xuân Berlin, các bạn thấy. Đây Halle 8. Thì Halle này thì không bị cháy, nhưng mà là bị không bị cháy. Halle này không bị cháy. Nhưng mà cháy cái kho chứa hàng của
người Việt Nam ở chỗ chợ Đồng Xuân. Ở kho chứa hàng thì mới nhiều hàng, bởi vì ở đây họ nhập hàng về, họ để container về để họ giao hàng, thì khi cháy như vậy thì sẽ mất hết, không còn còn hàng nữa để bán nữa. Bởi vì trong những khu giao hàng thì họ chỉ để những mặt hàng là để giao trong 1-2 ngày thôi, chứ còn cái chứa hàng thì mới nhiều, và cái chứa hàng thì đã bị cháy. Đây là lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy ngay trong khu thương mại Đồng Xuân Berlin, trong chợ Đồng Xuân Berlin. Đây là những người lính cứu hỏa, họ đeo bình khí vào, oxy vào để họ vào sâu bên trong thì họ vẫn có thể thở được. Đây, các bạn đang xem cái truyền hình trực tiếp đám cháy tại cái kho chứa hàng ở cái sát Halle 8 của trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Dự tính thì chiếc kho này đã chứa khoảng 5-6 triệu euro tiền hàng và đã bị bốc cháy. Chúng ta chứng kiến rằng cái mái của cái kho này đã bị sập xuống và bên trong thì cháy tan. Hiện nay cứu hỏa đang cố gắng ngăn không cho ngọn lửa bốc ra xung quanh. Vừa xong tôi cố gặp và nói chuyện với cả một người, họ có lẽ họ làm trong việc trong trung tâm thương mại Đồng Xuân về cái vấn đề là quản lý, thì họ nói rằng là họ cần kiểm tra những thông tin hình ảnh đưa lên. Thì các bạn thấy ở đây thì phóng viên báo chí Đức rất nhiều và các hãng truyền thông cũng rất lớn rất nhiều. Thế thì nếu mà những cái người quản lý đó mà nói rằng muốn kiểm tra cái hình ảnh đưa lên thế nào thì phải kiểm tra cả những cái phóng viên báo chí này, thì đấy là điều mà hình như là họ bắt trước ở trong nước, bắt trước ở Việt Nam, là ngăn cản cái hoạt động tự do báo chí ở nước Đức, và điều đó thì đi ngược lại với cái hiến pháp của nhà nước Đức, và có lẽ nó không phù hợp với cái việc mà họ phát ngôn như vậy. Mặc dù họ nói như vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục quay và phát hình ảnh này để các bạn biết, và sau này những cái người Việt Nam kinh doanh ở đây họ tránh được những cái thiệt hại nếu mà để chứa hàng vào những cái kho mà nó không có an toàn như thế này, thì chắc chắn là cái việc mà cháy nổ sẽ diễn ra tiếp tục, và những cái người mà chịu trách nhiệm cho cái việc này đấy là những cái người mà phải có lẽ là sẽ bị điều tra Đức vào cuộc, và họ phải trả lời cho những cái người thuê ở đây là biết tại sao là xảy ra những cái việc như vậy. Đây là đám cháy lớn ngay trong kho chứa hàng sát Halle 8, tức là cái khu giao hàng số 8 tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Đây là những cái người cứu hỏa họ đang cứu chữa cái kho này. Và ngọn lửa thì vẫn bốc cao ở trong đó. Ở trong này có lẽ là rất là nhiều mặt hàng mà nguy hiểm cho tiệm nail cũng như là đây là những người lính cứu hỏa. Yeah, good fucking. Haben Sie gesehen, dass es stark Feuer hat, ja? Ja. Ja. Hier brennt's, genau. Ja, tức là họ nói là đây cháy rất nhiều. Und ist das gibt Personal Schaden oder nur kein? Oh, das weiß ich nicht. Tức là họ nói rằng chưa biết là có người thiệt hại hay không. Dạ, đang truyền dạ. Tức là những người lính cứu hỏa đó họ nói là chưa biết là có thiệt hại về người hay không. Và tôi tiến gần lại đám cháy. Điều này rất quan trọng đối với cả những cái người Việt Nam chúng ta kinh doanh ở Đức và các nước trên châu Âu, bởi vì là đấy các bạn thấy đám cháy vẫn còn tiếp tục diễn ra và đám cháy rất mạnh khi là ngọn lửa đang cháy.
cháy rất mạnh và khét. Cũng may là chúng tôi đứng ở xuôi gió, tức là đứng ở ngược gió, cho nên là không bị hít phải những khí độc. Các bạn thấy cháy, đây là khu kho vẫn đang cháy ở bên trong đây, và cháy cong tất cả những cái dầm sắt, kèo sắt ở trong kia, để các bạn thấy lửa rất mạnh. Những người lính cứu hỏa của Đức họ đã cố gắng hết sức để họ ngăn không cho đám cháy lan rộng sang xung quanh, và cái điều đó rất là may mắn, bởi vì là hiện nay chỉ có kho chứa hàng cháy thôi. Ở đây là những cái container hàng, các bạn thấy cái container hàng đang để đó, nhưng còn bên trong kia là những cái mặt hàng mà để trong kho thì đã cháy hết rồi. Vẫn tiếp tục bốc cháy, các bạn thấy lửa vẫn được rực. Đây là những cái lính cứu hỏa, họ đang tiếp tục làm công tác chữa cháy. Các bạn thấy đây là kho chứa hàng, cháy kho chứa hàng, và cái cháy kho chứa hàng là thiệt hại cũng rất lớn, bởi vì là đây là những cái kho mà chứa những mặt hàng được nhập từ các nơi trên thế giới về. Đây là xe của cảnh sát chữa cháy đang làm nhiệm vụ. Container von Schuhe und auch von Bekleidung und alle Polester.
und das wird auch sehr schnell Brand verbreiten kann. Und deswegen auch sehr gefährlich. Und weiß ich nicht, gibt auch Geschenkartige, kommt aus China zum Beispiel. Da gibt auch Spielzeug, gibt auch alle möglich, gibt auch vielleicht auch diese Gasflasche für Feuerzeug verkaufen. Da drin. Und dann deswegen können wir manchmal expandieren. Gleich explodieren. Und das ist gefährlich für die Feuerwerk, weil das ist eine Mischung von verschiedenen Material, verschiedenen Chemie und deswegen so stark verbrennen. Und vorher, ich habe heute gefragt, die Leute, die hier Lager gemieten. Das ist ein Lager. Die Lager ist für die Ware importiert aus China, aus verschiedenen Ländern. Und die Lager ist, es gibt so viele Container von verschiedenen Ländern gekommen und die hat gesagt, heute, die verbrennen hier, die muss mindestens von 5 bis 6 Millionen Euro Schaden von Material, also von Waren her. Ja? Vielleicht noch mehr. Und für Personen Schaden, wir weiß auch noch nicht. Aber. Aber die. Ja, okay. Wie heißen Sie? Wo sind die Leute geblieben? Sind Sie der Besitzer? Sind Sie der Besitzer? Nee, ich bin nur der Mieter von hier. Okay. Ja, von hier runter. Du bist der Mieter. Aber der Halle gehört. Der Halle gehört einer Vietnameser. Kannst du noch kurz sagen, wie du heißt? Mein Name ist Lê Trung Khoa. Und ich bin auch ein Büro, die hier gemietet. Ja. Okay. Ja. Und der Besitz und der Đồng Xuân Hai, Herr Nguyễn Văn Hiền, er ist auch ein Vietnameser. Okay. Ja. Kann ich etwas aufschreiben, wie Sie heißen? Ja. Wie heißen Sie denn? Lê Trung Khoa. Lê. Ein E nur. Ich weiß. Okay. So. Lê. T-U-N-K und Khoa. K-H-O-A. Wie alt sind Sie? K-A-O-H? K-A-O-A. Ja, das ist leider ein Schutzmann, oder? Ja. Các bạn đang xem chứng kiến cảnh cháy ở khu này và tôi vừa trả lời. Ja. Du bist hier Mieter, ja? Ich bin der Mieter, mein Büro vorne, wo rot Gebäude ist. Wo sind denn die Leute geblieben, die noch im Gebäude waren? Das ist nur eine Lager. Nur Lager? Nur Lager. Alles. Und hier die Laden. Ja. Und okay. Wenn die verkaufen, viele verkaufen, dann die bringen die Laden hier. Lê. T-R-U-N-G. Das ist so trocken. Ich bin verwundert. K-H-O-A. Wie alt sind Sie? Ich bin 46. Und ich habe auch hier Büro hier in Đồng Xuân. 48. K-H-O-A. Und wir haben Sie auch da Lager? Ich habe nur hier Büro in Deutschland. Die eine Ebene. Okay. Wenn Sie auch alle mitnehmen, einmal nach da vorne in die Ecke mitzunehmen. Und Sie sagten Nägel. Nagelschuhe, Schuhe, Textilien, Geschenkartikel. Vâng. Ganz nach Rumänien jetzt und dahin. Và cảnh sát yêu cầu chúng tôi phải di chuyển đến cách xa một chút bởi vì ở đây đang tiếp tục làm công tác chữa cháy. Và chúng tôi vừa trả lời phỏng vấn của đài truyền hình của Đức về cái việc mà bốc cháy ở đây. Chúng tôi phải. Wir weiß auch noch nicht, aber vermutlich, das weiß auch nicht, nicht Hitler, aber da drin gibt auch Strom, kann auch sein Kurzschluss. Ja, aber kann auch sein, ist auch Elektro-Defekt-Gerät, da drin versteckt und dann brennt einfach so. Ja? Oder Brandstiftung? Möglich, kann auch möglich sein, ja. Und da drin gibt keine wie heißt das, Brandschutz. Keine Wasser, wie heißt das oben? Ne? Springanlage, gibt auch nicht. Ja. Und deswegen sehen Sie, das ist brennt so stark und stinkt. Ja. Ja, das ist wie Plastik. Ja. Tức là bây giờ là các bạn đang thấy là ở đây vẫn đang cháy và những cái người phóng viên báo chí như chúng tôi được cảnh sát đề nghị là phải di chuyển ra những cái khu vực cách xa một chút, cái chỗ mà họ đang cứu là làm công tác cứu hỏa và cái điều này. Đấy, cứu hỏa yêu cầu và đi tiếp, phải tiếp tục đi tiếp, trong kia vẫn cháy rất mạnh, cháy dữ dội, mùi khá khét.
Đây. Hier gibt's super tolle Bilder. Geht bitte noch ein bisschen weiter. Cảnh sát cứu hỏa. Cứu hỏa yêu cầu là chúng tôi phải lùi xuống một chút bởi vì là họ phải làm việc. Ở đây là đang cháy. Đây, rất nhiều phóng viên báo chí đang làm việc, tác nghiệp ở đây, các bạn thấy. Vâng, ở trong cái kho giao hàng này, kho chứa hàng này, rất là nhiều những cái ngăn nhỏ, họ ngăn ra thành những cái diện tích khoảng 100m, 50m, 70m và ở đó để chất ngập hàng từ dưới đáy lên trên cao. Và không những thế mà xung quanh cái kho chứa hàng này thì nó có những cái container để thuê để đặt chứa hàng. Thì đấy cũng là cái điều mà gây khó khăn cho cứu hỏa. Bởi vì khi những container là bắt lửa thì nó cháy từ bên trong ra và nó cứ cháy âm ỉ ở trong, không thể soi, không thể phun nước vào trong cái container để được bởi vì nó bị đóng kín. Thì đấy là cái điều rất khó khăn cho những cái người lính cứu hỏa ở đây. Đây các bạn thấy đám cháy vẫn tiếp tục và cháy thế này thì chắc là khá lâu bởi vì là không thể cứu được bởi vì hàng hóa cháy ở trong những container như thế này và container này đóng kín. Đây là những cái người lính cứu hỏa của Đức, họ đang kéo dây ngăn không cho phép lại quá gần kể cả phóng báo chí, bởi vì chúng tôi có thẻ báo chí cho nên đã có thể tiếp cận được gần hơn, sát như thế này để phục vụ các bạn để đăng tin. Đây là thẻ báo chí và chỉ với thẻ báo chí như thế này thì các bạn mới có thể vào đăng tin được. Đây là những cái người phóng viên họ cũng đang tác nghiệp. Và chắc chắn là trong hôm nay toàn bộ báo chí Đức cũng như là truyền hình Đức sẽ đăng rất nhiều về cái thông tin này. Ở đây là một cái điều mà không phải là vui đối với người Việt Nam bởi vì là điều đó chứng minh rằng là cái việc mà phòng cháy chữa cháy và những cái vấn đề an toàn hàng hóa, an toàn tính mạng cho người Việt Nam sẽ bị tiếp tục kiểm tra kỹ hơn. Và đấy các bạn thấy ngọn lửa nó bùng lên rất mạnh kia. Một interview Mark in. Đây là những cái phóng viên báo chí của Đức và của châu Âu họ đang đưa tin và cái bản tin này ngày hôm nay chắc chắn là sẽ tràn ngập trên những cái trang truyền thông và những cái đài truyền hình của Đức bởi vì cho đến giờ này thì chúng ta chứng kiến khá lâu rồi mà vẫn chưa thể dập hết được đám cháy. Theo như tôi thấy đây là những cái container chứa rất nhiều hàng hóa mà trong đó không biết chứa những cái gì và có thể gặp nguy hiểm, nó nổ bởi vì trong đấy nếu mà chứa những cái bình cát cho để họ bán cho những người bơm bật lửa thì sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể nổ. Alo. Dạ dạ, không problem. Moment. So, dann erzählen Sie mal, was haben So, also heute hier so gegen so 12 Uhr und dann gibt auch eine Meldung von unseren Leuten. Ich habe ein Büro hier in Dongsun Center und dann hat die Leute hat Polizei und Feuerwehr angerufen. Zu laut. So, jetzt. Und weiter? So. Also da heute hier gegen 12 Uhr dann gibt auch eine Meldung von die Leute hier die Laden hat die hat gesagt Feuer brennt und dann der Ruf an Polizei und Feuerwehr und danach kommt die Polizei zuerst und dann hat Polizei das die weg gesperrt und dann kommt Feuerwehr und hat hier was hier gebrennt ist sehr gefährlich Sache weil da drin ist das sehr brennbar Sache zum Beispiel das die Material für Neigeschäft also sehr brennbar wie Benzin ähnlich wie Benzin und auch gibt auch Geschenkartikel Waren zum Beispiel wie Gas für Feuerzeug das ist auch gefährlich ja das kann auch expandieren sein und da drin gibt auch Schuhe und gibt auch Textilien alle Verbrennsäcke möglich ist und deswegen ist auch die Brennsäcke ist es sehr schwierig zum endgültig lösen kann und
meine Information von den Leuten, die hier die Lager gemieten. Das ist ein Lager für die Waren importieren. Aus China, aus Indien, aus verschiedenen Ländern. Der hat gesagt, dass kann auch sein, dass es 5 bis 6 Millionen Euro Waren schaden durch diese Brände. Können Sie sagen, dass ausgebrochen ist? Also die Brände ist das am Anfang so circa 12 Uhr. Und ich habe hier Büro gemietet und wir haben auch die Feuerwehr und die Polizei angerufen. Und ja, dann bei den Waren hier ist es gefährlich, ist Waren ist es, das ist eine verbrennende Ware, zum Beispiel die Material für ein Nagelstudio oder Schuhgeschäft oder Textilien. Genau. Können Sie sagen, wie es ausgebrochen ist? Ja, das ist am Anfang ist nur kleine Rauche gesehen. Wir wissen auch nicht, ob das ist eine Brand, jemand Brand angelegt ist oder ist eine Busschluss von der Strom ist, ja, oder irgendwas. Aber dann nackt die Feuer geht sehr schnell hoch. Ja. Wann war das? Können Sie mir Ihren Namen verraten? Mein Name ist Le Junhua und ich habe auch ein Büro hier in Dongshun Center. Ja, und ich habe auch die Feuer von Anfang gesehen. Und ja. Danke. Super. Sagen Sie mir netterweise, wie haben Sie das wahrgenommen, dass das ausgebrochen ist? Wir haben das hier Büro in Dongshun. Und ich habe vom Büro gesehen, dass die Rauch hochgeht, circa so um 12 Uhr. Und danach kommen viele Polizei und Feuerwerk und ja, und dann die brennen bis jetzt immer noch. Was ist denn in der Halle drin? Also in der Halle, da drin ist sehr gefährliche Sache. Ist zum Beispiel ist verbrennbare Sache, wie Material, das ist Material für Nagelstudio. Das ist Manicure, Pedicure, ist gefährlich. Und da gibt auch zum Beispiel Textilien mit Polyester-Material. Kommt aus China, sehr schnell brennen kann. Und Schuhe ist auch sehr schnell brennen. Ja. Okay, es scheint vollkommen Sie wissen aber nicht, ob das in einer kleinen Halle da ausgebrochen ist, in der Ecke oder wo, das wissen Sie nicht wo. So wie ich habe gesehen hier, diese Lager hat sehr viele Waren eingelagert. Und dann, da drin gibt es vielleicht 100 Leute gemietet. Ja. Und jeder hat eigene Waren und weiß nicht was und von wann, wo fängt das an. Aber siehst du auch, dass von der Lage erstmal fange an und kann auch sein Kursschluss, kann auch sein von Brandschutz oder Brand angelegt, jemand Brand angelegt. Ja. Eine Halle ist noch geschlossen, die anderen sind noch offen, ne? Ja, genau. Und das hier ist die Halle 8, wo die Leute die Waren präsentieren und verkaufen. Aber vorne ist das ist Lager und da ist da sehr viele Waren und wo sehr viel geht, wenn was brennt ist. Okay. Ja. Das war ja schon mal vor 2 Jahren oder 3, dass es hier gebrannt hat. Richtig, also vor 3 Jahren zum Beispiel vorne bei Hessbergstraße, das große Art Kulturhaus ist brennen und dann die Dach ist auch also weg und sehr stark brennen. Und vor so 2 Jahren, da genauso 50 Meter von hier, ist auch groß brennen, ist auch Lager, genauso groß. Und auch alle verbrennt. Ist aber kein Mensch verletzt worden bis jetzt? Bis jetzt, meine Information ist noch keine Leute, dass es verletzt ist. Wie heißt die Halle denn? Das ist hier, das ist das steht das wie Halle 18 oder irgendwas. 15, Halle 15 irgendwas. Ja. Muss man hier gucken. Ja, ja. Okay, danke, ja, dass Sie mir das gesagt haben. Sie sind hier Geschäftsführer oder? Ich bin hier der Mieter und dann der Geschäft, der Inhaber von die Dongshun Center heißt Nguyen Van Hien. Er ist ein Vietnameser und sein Büro oben in 5 Etagen. Sie können das kommen und fragen. Schreiben Sie mir Ihren Namen auf, dann kann ich den auch aufnehmen. Ja. Das ist so schwierig mit vietnamesischen Namen. Ja. Hier? So, Chalo, ich fange Bao Chi. Warte doch mal. Tôi vừa trả lời cái phóng viên báo chí về cái việc mà cháy kho Đồng Xuân. Ở đây là cái khu mà khu vực đang bị vẫn tiếp tục cháy và cảnh sát vẫn đang tiếp tục phun để cứu hỏa. Và cái đám cháy này khả năng dập rất khó bởi vì là bắt đầu cháy lan ra những cái container chứa hàng. Và ở trong container này thì không biết là chứa những hàng gì. Và cũng có thể là có những hàng dễ gây cháy nổ như là bình ga cho bật lửa thì nó có thể gây nổ. Và chính vì vậy là những người lính cứu hỏa ở đây họ đã không xông vào sát cái đám cháy đó mà có thể gây cháy nổ và nguy hiểm đến tính mạng. Và đây là hình ảnh những phóng viên báo chí rất đông ngày hôm nay ở đây. Các bạn thấy
và vẫn tiếp tục cháy, chưa thể dập được. Và càng ngày càng đông những cái phóng viên báo chí đến đây. Và đây là cái ví dụ điển hình cho cái việc mà những cái người giao hàng và những người kinh doanh ở Đức họ phải thận trọng và đề phòng khi mà thuê mượn kho ở một cái khu vực tập trung như vậy. Và các bạn đang xem cái truyền hình trực tiếp của đám cháy tại cái kho ngay sát chỗ khu giao hàng, ngay sát cái HL8, tức là khu nhà số 8 tại trung tâm thương mại ở Sơn Berlin. Và đây các bạn thấy cứu hỏa vẫn đang tiếp tục dập lửa. Những người nào có người thân nhân, có người kinh doanh, bạn bè ở ngay cái trung tâm thương mại này thì có thể gọi điện hỏi thăm hỏi thăm để biết tình hình. Và chúng tôi thấy rằng là theo như miêu tả của cái người thuê kho ở đây, thiệt hại có thể đến 5 đến 6 triệu euro trước mắt. Đấy là họ dự kiến, nhưng mà có lẽ còn hơn. Và đây tôi đã... đây cảnh sát đang đến, cứu hỏa đang đến gần để họ đang cắt những cái container ra để họ cắt container ra để họ xem ở trong đấy là những cái gì, bởi vì phải cắt ra thì mới hy vọng là chữa được. Thì cái đấy rất khó khăn, bởi vì là những container này để hàng rất nhiều và nó để sát nhau quá, cháy mà cháy ở trong container thì rất khó chữa, khó cứu. Và trong đấy thì nhiệt độ nó có thể lên hàng nghìn độ, rất nóng. Và các bạn cũng vừa chứng kiến ở trong cái khu nhà kia thì ở đó là có những cái dầm thép rất to đã bị cháy đến cong hết, và mái của cái kho hàng này thì nó bị sập xuống. Đây các bạn đang xem trực tiếp hình ảnh cháy của kho hàng ngay sát ngay trong trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, và ngọn lửa vẫn đang bùng lên, đang cháy ở trong góc kia. Và tôi thấy rằng hình như là cái khí độc, khí khá độc. Và cứu hỏa đang tìm cách để phun nước để dập lửa. Đấy là có những cái thùng nhựa, và cái thùng nhựa, những cái đống thùng nhựa đấy gọi là két nhựa để hàng bốc cháy, thì phát sinh ra rất nhiều khí độc. Đấy các bạn thấy cứu hỏa của Đức vẫn đang tiếp tục làm việc, và cái chỗ mà để container chứa hàng đó thì vẫn tiếp tục đang bốc cháy, và họ đang phải dỡ ra từng cái két bằng nhựa để dập lửa, bởi vì những cái chất nhựa này cháy thì rất mạnh và gây ngộ độc. Đấy, họ bắt đầu phun nước vào cái đám nhựa đó. Đây là kho hàng của người Việt Nam tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin đã bị bốc cháy. Và ngay sát đây, cách đây khoảng 50m thì cũng là cái đám cháy cũng rất lớn, cách đây 2 năm, và cũng đã thiêu trụi toàn bộ cái số hàng đó. Và bây giờ thì cháy tiếp đến kho hàng ở đây. Tóm lại là cứ một vài năm là bắt đầu là người Việt Nam vừa khôi phục lại một chút cái kinh doanh thì lại bị cháy. Đấy, các bạn, những người nào ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hãy chứng kiến những cái thông tin này để biết rằng cái sự thật là kinh doanh ở Việt Nam khó khăn, và kinh doanh ở nước cũng khó khăn, và bà con kiều bào của chúng ta gặp rất nhiều những cái khó khăn khi mà kinh doanh ở đây, thì gặp cả những trường hợp cháy nổ. Và thường những trường hợp như thế này, tôi đã hỏi những cái người kinh doanh thì họ nói rằng là cái phần đóng bảo hiểm thì rất là ít, thậm chí không đóng bảo hiểm, bởi vì những cái kho hàng cũ như thế này thì không ai bảo hiểm cả. Đấy, mà không bảo hiểm thì cháy nổ thì có nghĩa là toàn bộ cái lượng hàng ở trong đó sẽ không được đền bù, nên trong này là sẽ không có bảo hiểm. Đấy, gần như không có bảo hiểm, và cái kho như thế này không ai bảo hiểm. Đấy, thì sau cái vụ cháy này thì rất nhiều gia đình, rất nhiều cái hộ kinh doanh sẽ phá sản, bị phá sản và gặp khó khăn, bởi vì họ cũng tâm sự là họ vừa nhập những cái container hàng nhiều lớn ở Trung Quốc, China hoặc những nước khác về để chuẩn bị giao hàng, họ đang để đây, vừa về đến đây thì là hôm nay cháy.
đây là những cái phóng viên báo chí của Đức đã bắt đầu có mặt ở đây để cứu hỏa họ yêu cầu là phải ngồi phía sau cái đường dây chữa cháy này. Đây các bạn thấy, đây là đường dây lấy nước thùng. Vâng, cứu hỏa nhưng mà là giống như cái thùng chắc. Đây các bạn thấy phun, tức là nước, thực ra nước phun mạnh thôi. It's kaput à? Đây, nước bị phun ra. Tôi vừa nói rằng là cái ống này thì bị hỏng. Đây. Đấy, và đấy cứu hỏa họ đang siết lại những cái đường dây, cái ống nước. Không biết là lôi đâu ra cái ống nước này, nó lại phun lên xung quanh thế này. Đây, đám cháy vẫn tiếp tục cháy. Trong khi họ yêu cầu là phải có cấp thêm nước của họ. Họ phun vào đám cháy đó. Đây là phóng viên của AFP của Pháp, Francis à? Đây, cô phóng viên của AFP. Alo. Có bạn vừa hỏi là đề nghị xem quay cái người mà thuê ở đây, thì hiện nay chúng tôi đứng ở phía trong, tức là cái nơi dành cho báo chí, thì sát ở đây thì không có ai là cái người chủ kho hoặc chủ giao hàng ấy được phép vào, cho nên là tôi không thể quay được. Nhưng mà trong cái video clip trước thì tôi cũng đã phỏng vấn họ, thì các bạn có thể xem trong video clip trước là những người ta đã phát biểu và họ rất lo lắng về cái việc mà cháy nổ thường xuyên xảy ra như vậy. Và tiếp tục đang chữa cháy. Đám cháy ở trong cái góc kia thì đang tiếp tục được dập. Đây là những cái lính cứu hỏa. Này như là chiến tranh ở Việt Nam. Đây, các bạn thấy cứu hỏa vừa mở cái dây ra để cho chiếc xe cứu hỏa, xe đặc chủng để đi vào. Đây là Berlin Feuerwehr, tức là cứu hỏa Berlin. Đây. Rosenbauer, chiếc xe này của hãng Rosenbauer sản xuất. Vâng, ông phụ trách về cứu hỏa, ông này lại nói rằng là lại tiếp tục phải mở ra để cho những xe khác vào. Đám cháy này như vậy là đã diễn ra khá lâu rồi, đến bây giờ rồi. Thế là đám cháy này diễn ra ở hơn 2 tiếng rồi. Đã hơn 2 tiếng các bạn thấy và chưa thấy dập hết hoàn toàn được, và tiếp tục nó bị bùng phát ở những chỗ khác nữa. Đây, một tiếp tục một chiếc xe nữa cứu hỏa. Và giá như ông Nguyễn Đức Trung Hà Nội của chúng ta mua được những chiếc xe này về để cứu hỏa cho, giúp cứu hỏa cho Việt Nam thì rất tốt. Đây. Đấy. Đấy, tôi cũng vừa được thông báo là Hà Nội cũng đã mua những chiếc xe cứu hỏa này của Đức rồi. Thế đấy là điều rất tốt. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta thì càng ngày càng nhiều những nhà cao tầng, thì cái việc mà chữa cháy là rất là quan trọng và bảo vệ, để bảo vệ tính mạng của người dân. Đây là cô nữ phóng viên của AFP. Thì những phóng viên quốc tế cũng đã có mặt ở đây rất đông.
Và chắc chắn là trong ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ được biết những thông tin chi tiết hơn về cái vụ cháy này. Còn việc điều tra thì cảnh sát cũng như là sát an sát, tức là viện kiểm sát sẽ vào cuộc để điều tra cái vụ cháy này như thế nào. Đây có phải là cháy do chập điện hay là cháy do có người gây cháy, hoặc là cháy do những cái thiết bị mà của Trung Quốc, có thể nhập của Trung Quốc hoặc nước nào đó, nó không đảm bảo cái an toàn, thì đến cái thời điểm nào đó nó sẽ bốc cháy lên. Như các bạn, ví dụ như là các bạn mua điện thoại hoặc là dùng cái máy thiết bị nạp ắc quy của Trung Quốc thì cũng thường bị như vậy. Chứng kiến bây giờ những cái khói trắng sẽ ít hơn, mà bây giờ có đằng xa là có những khói đen bốc mạnh lên đằng sau. Cái khói đen đó là những cái mặt hàng mà đang cháy, tiếp tục cháy, khói đen bốc lên rất mạnh ở phía sau. Đằng trước thì như có vẻ là cũng được khống chế hơn. Thực ra lý do là vì nó đã cháy hết rồi thì cũng chẳng có gì mà cháy nữa, cho nên là phía đằng trước thì chỉ thấy là còn khói trắng và thấy những đám lửa thì vẫn còn bốc ở những cái container chứa hàng. Và những người lính cứu hỏa này thì vẫn tiếp tục tìm cách để mở những container này ra để phun nước, nhưng như các bạn đã biết, chữa cháy cho những cái container mà chứa hàng thì rất khó, bởi vì nó cháy bên trong và nhiệt độ là rất cao, hàng nghìn độ. Xuất, cho nên chúng tôi đã truyền hình ngay lập tức cái đám cháy xảy ra tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, tức là cái chợ của người Việt ở Berlin, chợ lớn nhất. Và hiện nay cứu hỏa vẫn đang tiếp tục tìm cách để dập đám cháy, và đám cháy này thì đã diễn ra được hơn 2 giờ đồng hồ. Và cái kho giao hàng này thì cũng kho chứa hàng này thì cũng đã bị cháy rụi rồi, và cái mái của nó đã sập xuống. Thì hiện nay là cứu hỏa vẫn tìm cách để khống chế không cho ngọn lửa lan rộng ra những cái nhà dân hoặc là những cái cơ sở của Đức xung quanh, hoặc là những cái khu giao hàng xung quanh như thế này. Xem ở đây có những cái xe để cẩu, xe cho dùng để chữa cháy tiếp tục được đưa vào. Diễn ra và cứu hỏa đang tìm cách để dập đám cháy này. Hôm nay tôi viết bài in về địch nhá. Đây là những cái xe cứu hỏa của cảnh sát Berlin, của Berlin. Và phía sau những chiếc xe này là cảnh sát, họ vẫn tiếp tục chặn đường để không cho những người dân hoặc là những người không có phận sự để vào khu cháy này, đang bị cháy này. Đây là người phát ngôn báo chí của Sở Cứu Hỏa Berlin. Trả lời báo chí của cứu hỏa Berlin.
tôi sẽ quay và sẽ dịch cho các bạn sau đây. Bởi vì cô phóng viên của AFP có hỏi trước. Báo chí của cảnh sát trả lời. Các bạn vừa nghe trả lời phóng báo chí của người phát ngôn cứu hỏa Berlin. Họ nói rằng cái kho hàng này thì có diện tích hơn 5.000 m² và chứa rất nhiều loại hàng khác nhau, và họ cũng không biết rằng là cũng may hôm nay cái chiều gió nó không tạt vào cái khu vực mà có những cái gian hàng ở bên cạnh, và chính vì vậy mà cái điều đó đã giúp cho cái việc là nó không bị lan sang những khu xung quanh, và họ đang cố gắng khống chế cái đám cháy này. Họ cũng chưa cho biết nguyên nhân tại sao cháy, và thì cái điều đó phải đợi cái sự điều tra của cảnh sát cũng như cứu hỏa và sát đảm bảo sát, tức là những cái người mà có trách nhiệm về cái việc này. Các bạn vừa đang xem cái chương trình trực tiếp của đám cháy tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, và đây là cái nơi mà chứa rất nhiều hàng của Việt Nam, và theo dự kiến thì những người chủ xây ở đây họ 5 triệu đến 6 triệu euro tiền hàng. Và tôi cũng vừa quay truyền hình trực tiếp từ đầu cho đến nay, và hiện nay đám cháy gần như là đã được khống chế dần dần, và khá phức tạp ở chỗ là những mặt hàng ở đây là có những cái mặt hàng nguy hiểm và có thể là gây cái cháy nổ khi mà phun nước vào. Chính vì vậy mà họ đã rất thận trọng. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình trực tiếp của Thời báo TV vào hôm nay. Đây là chương trình đặc biệt Pháp khi mà xảy ra đám cháy này, và cũng như là cái lúc mà có cảnh sát và cứu hỏa vào để chữa cháy. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần lần tới, và các bạn hãy nhớ bấm theo dõi Facebook của Trung Khoa Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo TV, cũng như là YouTube của Thời báo TV để được biết những thông tin chi tiết và cụ thể nhất, cũng như những cái sự thật đã sẽ diễn ra tại khắp nơi trên thế giới, những thứ mà liên quan đến cộng đồng, đến kiều bào của Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn các bạn và xin chào các bạn.